Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, chiều ngày 24 tháng 4 năm 2020, một trận mưa dông kèm lốc xoáy mạnh đã quét qua địa bàn huyện An Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của hàng chục hộ dân tại xã Dân Khánh Tây, Dân Khánh và Đông Hưng. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng đã huy động các lực lượng khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện An Minh, cơn mưa dông kèm lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn 4 căn và tốc mái hư hỏng 27 nhà dân, tập trung ở 3 xã Dân Khánh Tây, Dân Khánh và Đông Hưng B. Trong đó, xã Dân Khánh Tây bị thiệt hại nặng nề nhất với 6 căn nhà bị sập hoàn toàn và 20 căn tốc mái hoặc hư hỏng từ 60 đến 90%. Điều đáng nói là trong số những hộ dân bị thiệt hại, có 4 hộ dân có nhà bị sập và tốc mái do ảnh hưởng cơn bão số 3 vào tháng 8 năm 2019, tức chỉ chưa đầy 1 năm. Những hộ dân này đã hai lần hứng chịu sự tàn phá thiên tai. Trước đây tôi sống ở đeo phòng được nhà nước là cái giao khoán đường hộ dân biển. Thì năm 2019 cơn bão số 3 làm thiệt hại gia đình thì được hỗ trợ của nhà nước cho đây là cắt nhỏ trong này. Nhưng đến nay thì hôm qua là có cái cơn gió lốc làm sập nhà nữa thì cuộc sống bây giờ gặp khó khăn. Năm ngoái ở nhà tôi cũng bị tốc mái một lần, cũng bị nặng nề lắm, xiên kẹo đồ gãy hết. Thì nhà nước đồ cũng hỗ trợ cho tôi, đồ cũng sửa chữa lại xong. Rồi năm nay chưa được tròn năm nữa thì cơn lốc xoáy mạnh nữa là nó đưa nhà tôi xuống sông hết trơn luôn, gãy hết trơn, không còn gì hết trơn. Thiệt hại quá nặng nề. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ huyện An Minh đã phối hợp với chính quyền địa phương cử các lực lượng xuống hiện trường giúp đỡ người dân dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa lại nhà ở. Ngoài ra, chính quyền cùng các đoàn thể chính trị xã hội đã đến động viên thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu kịp thời cho các hộ dân có nhà bị sập, tốc mái khắc phục hậu quả. Trước mắt thì Ban Chỉ đạo huyện xin ý kiến Ban huyện ứng trước ngân sách để hỗ trợ cho bà con nhà bị sập thì không quá 6 triệu đồng và nhà bị tốc mái thì 2 triệu. Thì hướng tới thì Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai của huyện cũng tiếp tục vận động các mạnh thường quân để có cái hướng hỗ trợ giúp bà con ổn định cuộc sống trong thời gian tới. Theo thống kê sơ bộ, ước thiệt hại do lốc xoáy gây ra hơn 1 tỷ đồng. Trong số những gia đình bị thiệt hại có 5 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo. Do vậy, trong những ngày tới, huyện An Minh sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra, nhất là vận động hỗ trợ kinh phí để giúp người dân sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.